Hà Liên xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2017. Đến với chương trình Good Morning Washington DC sáng hôm nay, Hà Liên xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi buổi phỏng vấn đặc biệt giữa anh Võ Thành Nhân và cựu đại sứ Bùi Diễm để tìm hiểu về tình hình ngoại giao và chính trị nội bộ Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Donald Trump. Để mở đầu, Hà Liên xin kính mời quý vị theo dõi phần 3 của cuộc phỏng vấn. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và chúng tôi sẽ tiếp tục phần 3 cuộc phỏng vấn của chúng tôi và cựu đại sứ Bùi Diễm. Kính thưa ông, khi mà chúng ta nói vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ, cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ cho tới ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái bất ngờ hoặc là chúng ta không tiên liệu được những gì sẽ xảy ra. Riêng đặc biệt tại Syria thì cái nhận định của ông như thế nào trong cái sau khi mà chúng ta có khoảng chừng mấy chục cái Tomahawk nó đánh vào những cái phi trường hay đánh những cái căn cứ địa của Syria vậy, thưa ông? Trước hết đề cập tới cái vấn đề ngoại giao và đặc biệt về vấn đề Syria với lại những vấn đề Bắc Hàn chẳng hạn ấy, thì giới chính trị quốc tế người ta cũng có một vài điều ghi nhận. Điều ghi nhận trước hết là người ta bảo rằng thì là ông Trump là một người nghĩa là có những cái quyết định tùy hứng. Và người ta nói rằng thì là người ta dùng cái chữ là unpredictable, là không thể đoán trước được. Thì cái đó có, là rồi chúng ta sẽ có thể mà có dịp đề cập tới tại sao mà người ta bảo ông là unpredictable được. Nhưng mà người ta cũng nói rằng thì là cái vấn đề unpredictable mà nhiều khi ông Trump coi như là một cái lợi khí của ông ấy, bởi vì nhiều người cứ hỏi ông ấy phải thế nào, thì dù trong thâm tâm ông chưa biết làm thế nào, ông cũng cứ nói, ông bảo tôi không nói những việc đấy đó, thì người ta cho rằng cái đó là một cái lợi khí của ông ấy, ông để mà khiêu thiên hạ mà không biết ông ấy sẽ làm gì đấy tất cả. Nhưng mà cũng có người nói rằng thì là unpredictable thì cũng được đi, người ta cũng có thể nói được. Nhưng mà có thể nói rằng thì là unpredictable nhưng mà là incoherent, tức là tiền hiệu bất nhất, nghĩa trước nói thế này mai thế khác. Thì cái đó thì cũng có phần đúng, áp dụng vào vấn đề Syria chẳng hạn. Trong suốt những năm trước, ông ấy chỉ trích ông Obama là tại sao những năm trước mà vạch ra một cái vạch đỏ, không khi mà Assad đi vượt qua cái vạch đỏ thì ông Obama không lui, rút lui, không có hành động gì cả. Thế nhưng mà người ta cũng lại thấy rằng thì là cái lúc mà ông Obama không hành động ở Syria thì ông Trump cũng đồng ý với ông Obama không nên muốn dính vào vấn đề cái của Syria. Mà gần đây nữa thì ông ta lại tuyên bố tôi không phải là tổng thống của thế giới mà tôi chỉ là tổng thống của nước Hoa Kỳ mà thôi. Người ta bảo như thế thì ông ấy không có cần gì đếm xỉa gì đến những cái vấn đề xảy ra ở nơi này nơi khác. Thế thì tại sao vấn đề mới có chỉ có một vụ mà gọi là chính quyền Assad mà dùng những cái khí giới mà có thể nói rằng thì là hóa học, thì ông Trump lại tỏ vẻ rất xúc động và quyết định mà nghĩa là phóng 59 cái hỏa tiễn Tomahawk vào một cái căn cứ không quân của Assad. Thì người ta bảo ông vừa mới nói, ông bảo ông không phải là tổng thống của thế giới mà ông chỉ là tổng thống của Hoa Kỳ. Thì nếu mà bây giờ ông mới chỉ thấy có một chuyện này, ông can thiệp ngay, ông bắn 59 cái hỏa tiễn vào cái chỗ này, thì thành thử ra rằng thì là phải chăng là nếu mà trên thế giới có những cái vấn đề mà có thể nói rằng thì là người dân ở các nước mà bị những cái chính quyền ở mỗi ngày đàn áp một cách độc ác thì ông có thể hành động được. Đấy là một cái gọi là một cái khía cạnh hết sức quan trọng của vấn đề ngoại giao, có can thiệp hay không can thiệp vào những cái vấn đề có tính cách mà gọi là nhân đạo. Thành như cái vấn đề cũng là một cái vấn đề rất lớn. Nhưng mà dù sao
thì cái vấn đề ông cũng đã làm rồi, thành thử ra riêng trong cái vấn đề mà sau khi mà ông ấy đi đến kết luận rằng thì là Assad đã dùng những khí giới khoa học đối với người dân của Syria, mà ông ấy có cái hành động quyết liệt là ông ấy ném hỏa tiễn vào một cái căn cứ không quân của Syria. Nhưng mà nhiều người lại nói rằng thì, thí dụ như Nga chẳng hạn, thì Nga bảo rằng thì là cái chuyện đó, ông làm những cái việc đó là ông có cái quyết định xâm lăng. Ông ấy trả lời thì ông ấy bảo rằng thì là không biết rõ rằng thì là chính người Nga cũng có lẽ đã biết rõ cái việc mà nghĩa là Assad dùng những khí giới khoa học đấy. Thì thành thử ra người Nga cũng có những cái trách nhiệm về cái vấn đề đó chứ không phải là không. Thế nhưng mà khi mà đã có những cái việc ném hỏa tiễn vào cái căn cứ không quân đó thì cái tình hình ở Syria nó lại trở nên mới. Là một bên thì ông phía Hoa Kỳ, ông Trump qua cái lời mà gọi là phát biểu của Tòa Bạch Ốc nói rằng nếu mà cần thì ông có thể hành động thêm nữa. Còn về phía bên Nga ấy, và Iran ấy, là hai cái nước mà trực tiếp giúp đỡ cho Assad ấy, thì cũng nói rằng thì là đây cũng là một cái làn vạch đỏ, một làn đỏ, một cái vạch đỏ rồi, ông không thể đi quá được cái chỗ đó được. Thành ra là hai bên cùng đi tới cái chỗ găng, một bên bảo nếu cần thì sẽ tiến tới, mà một bên kia thì bảo rằng thì là không thể tiến tới được, bởi vì tiến tới thì có thể là chiến tranh. Thành thử ra một cái tình trạng hết sức là khó khăn, có thể mà có thể gây ra nhiều những cái chuyện mà xung đột lớn trong tương lai. Người ta thường ví, người ta bảo rằng thì là ông Nga với lại Iran và Hoa Kỳ bây giờ như là hai người chơi một ván bài poker game. Nếu mà dùng cái chữ của tiếng Việt Nam là chơi ván bài xì phé, có thể tố mạnh lắm, hai bên cùng tố, không biết rằng bên nào sẽ đi như thế nào. Thành thử ra những cái gọi là những cái tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra mà không ai đoán được. Nếu mà những người trong cuộc không kìm hãm được cái gọi là cái sự bồng bột hay là những cái quyết định nhanh chóng mà nhiều khi không thể nào mà giữ gìn được. Trong tương lai, nếu mà ông Ngoại trưởng Tillerson như ngày hôm nay chẳng hạn đã đi qua Mạc Tư Khoa, nếu mà ông ấy có thể mà nghĩa là có cái sự có thỏa thuận nào được với Nga thì đó là một cái điều may. Còn nếu mà không thỏa thuận được với Nga thì cái tình trạng nó không biết là sẽ đi tới đâu. Nhưng mà người ta cũng nhòm ngó nhiều lắm. Người ta bảo rằng ông Tillerson sang thì bây giờ chỉ mới gặp người Ngoại trưởng Lavrov của Nga mà thôi, chứ không thấy nói gì là có gặp ông Putin hay không. Thành ra người ta cho rằng thì là ông Putin, ông ấy vẫn giữ một cái thái độ mà kín kín hở hở, chưa biết ra làm sao. Thì đấy là đối với cái vấn đề mà gọi là vấn đề ngoại giao ở miền Trung Đông qua cái tình trạng của Syria và sau cái vụ mà ném hỏa tiễn của Hoa Kỳ Tomahawk vào cái căn cứ không quân của gọi là của Syria. Một tình trạng hết sức khó khăn mà nghĩa là hai bên cùng tố già đi rất mạnh vào chỗ đó. Chưa biết là trong những cái tương lai sắp tới sẽ ra sao. Xin được cảm ơn cụ đại sứ Bùi Diễm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 3 của chúng tôi và cụ đại sứ Bùi Diễm. Chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi vào phần 4. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.
Happy Easter, Peloton kết hợp với Nationwide Buying Group tung ra chương trình Chocolate Sale, đại hạ giá đến 80% off. Hộp thủy tinh 5 cái 2 đồng, nồi khô tổ 3 đồng, máy xay tiêu 8 đồng, xem mua diệt thảo Hàn Quốc 3 chai 20 đồng, xuyên mớ vào nhà 20 đồng, nồi cấp điện 10 cấp Tiger 58 đồng. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4, tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày. Sony 48 inch 398 đồng, kèm nghỉ cao cấp Omi, mua 10 tặng 1, Lobo Skylake. Inada Creamware, massage chair của Nhật làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron. 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Trade-in nệm cũ 500 đồng để đổi lấy nệm cứng chống đau lưng. Amante 100% Italy, warranty 20 năm, tốt hơn nệm kim đan. Nệm Maniflex, lông cừu bơm ngựa, Italy, 35% off. Băng ăn giường ngủ Italy mới lạ sang đẹp. Bộ sofa da 100% Made in Italy 50% off chỉ có 2.999 đồng. Bộ sofa da với Full Power Recliner 84 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền lời. Peloton Watson DC Eden Center 703-237-8999. Thông báo vừa mới khai trương trung tâm y khoa Progressive Urgent and Primary Care, trung tâm y khoa tối tân với đầy đủ dụng cụ hiện đại để phục vụ quý đồng hương vùng Fortress, Annandale, Springfield và Northern Virginia. Địa điểm 7306 Maple Place, Annandale, Virginia 22003, số điện thoại 703-333-5001. Mở cửa 365 ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm, với các bác sĩ thường trực nhiều năm kinh nghiệm, bác sĩ Lý Xuân Ngọc, bác sĩ Trần Tú Vân và bác sĩ Trần Quốc Kim, nhận Medicare, Medicaid và hầu hết các loại bảo hiểm. Quý vị không cần lấy hẹn, không phải chờ lâu, nhận làm bác sĩ gia đình, khám bệnh cho mọi lứa tuổi, điều trị các trường hợp khẩn cấp, tránh phải vào nhà thương cấp cứu. Hàng năm tại Las Vegas có cuộc triển lãm kỹ thuật công nghệ quốc tế rất lớn gọi là CES. Công ty Luraco tham dự để giới thiệu ghế massage vật lý trị liệu y khoa số 1 thế giới vì những chức năng vật lý trị liệu độc đáo, những sáng kiến mới lạ và là ghế massage duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ mà ghế massage Luraco được vinh dự nhận giải thưởng The Best of CES 2017 in Health and Fitness. Đây là giải thưởng danh dự thứ 3 mà ghế massage Luraco nhận được. Những gì mới nhất, tân tiến nhất và hấp dẫn nhất của ghế massage Luraco đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của rất nhiều người. Tạp chí nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tức là sáng tạo và kỹ thuật ngày nay, đã đưa ghế massage Luraco lên hàng đầu trong một Being American and Buying American, là người Mỹ hãy mua sản phẩm của nước Mỹ. Tạp chí này cũng đã liệt kê ghế massage Luraco đầu bảng The Top 50 Most Innovative Products of 2016, tức là 50 sản phẩm sáng tạo nhất của năm 2016. Ghế massage Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam.